chào tất cả các bạn đến với kênh TH Play nhé. Mình tiếp tục quay trở lại với đội hình Spotlight. Mình đã vừa lên hạng, vừa trận vừa rồi vừa lên hạng xong. Không biết thì sẽ gặp đối thủ gì đây. Lại gặp một đối thủ thế giới này. Tài đang chuẩn bị để hiệp thi đấu thứ nhất bắt đầu. Gennaro Gattuso, Roberto Carlos, Park Ji-sung. Một tình huống tấn công nhanh, cơ hội để tìm kiếm bàn thắng. Một quả ném biên, bóng đã chạm vào chân hậu vệ rồi. Thủ môn Roberto Carlos, Gennaro Gattuso, Marquinhos. Roberto Carlos. Vâng, anh ấy có thể thực hiện pha tạt bóng vào trong. Trận đấu vẫn đang có tỷ số 1-0. Paulo Futre, Sadio Mane, rồi để thực hiện một pha tạt bóng. Họ đã cố gắng tấn công nhưng thật tiếc, hậu vệ của đối phương đã thi đấu rất tập trung. Nabil Fekir đang lấy bóng và chuẩn bị pha phản công này. Và cú thua tuyệt vời của thủ môn đã từ chối bàn thắng đó. Sadio Mane. Đó là một bàn thắng tuyệt vời. Đó là pha phản công hoàn hảo và anh ấy đã tận dụng nó với pha đánh đầu chuẩn xác. Vâng, tỷ số lúc này đang là 1-1. Marquinhos. Họ đã giữ bóng và chuyền bóng nhịp nhàng. Đối thủ không thể đoạt lại bóng. Cơ hội đã trôi qua với pha cản phá vừa rồi của thủ môn. Bóng đã trôi hết đường biên ngang rồi. Chắc chắn là một tình huống phạt góc. Michel Lacroix đã nổ súng. Pha ghi bàn đẳng cấp. Pha lập công thật tuyệt vời của cầu thủ. Vâng, họ đã tập luyện rất nhiều những tình huống như thế này. Và bàn thắng đã tới. Vâng, tỷ số lúc này đang là 2-1. Một pha đánh đầu chuyền bóng. Federico Chiesa. Một pha ghi bàn vô cùng quan trọng. Bàn thắng giúp đội bóng vươn mình tỷ số. Hay là một pha ghi bàn vừa rồi. Anh ấy luôn là một chân sút nhạy bén. Trận đấu lại một lần nữa có kết quả hòa. Cafu. Gennaro Gattuso. Michael Essien.
Cafu. Họ đã luyện tập rất nhiều cho những đường truyền vô cùng nhuần nhuyễn vừa rồi. Park Ji-sung, Gennaro Gattuso. Marquinhos. Cafu. Đó là đường truyền ngược lại cho đồng đội. Park Ji-sung, Gennaro Gattuso. Tchouameni. Erling Haaland. Như vậy là bóng đã được đưa vào trong sau pha tạt bóng vừa rồi. Đây có thể là tình huống phạt góc nguy hiểm. Hãy cùng xem. Paulo Futre. Tchouameni. Bruno Mendes. Anh ấy đang chuẩn bị thực hiện pha tạt bóng. Một pha tạt bóng. Tình huống tấn công đã bị ngăn chặn, thật đáng tiếc. Vâng, đó là pha ném biên rất nhanh. Anh ấy cố gắng để tổ chức pha tấn công nhanh. Federico Chiesa. Đó là cú sút bóng đi vào xa. Trọng tài đã thổi còi kết thúc hiệp 1 và tỷ số là 2. Trọng tài đang chuẩn bị để bắt đầu hiệp thi đấu thứ hai. Hai đều Federico Chiesa. Cầu môn đã cản phá xuất sắc và anh ấy đã bắt gọn trái bóng rồi. Marquinhos. Tchouameni. Một tình huống dứt điểm. Đó là bàn thắng đầy cảm xúc. Nó đưa đội bóng vươn lên dẫn trước. Bàn thắng đã tới với anh, xứng đáng là một trận sút đẳng cấp. Tỷ số hiện đang là 3-2. Roberto Carlos. Marquinhos. Cafu. Pha trả bóng cho đồng đội. Các cầu thủ đang chạy lên để tham gia vào pha tấn công này. Michel Laudrup. Đó có thể là tình huống tạt bóng vào trong. Marquinhos. Anh ấy đã thực hiện pha tạt bóng. Đó là tình huống tuyệt vị, rất khó để phân biệt. Anh ấy đang truyền về cho đồng đội. Erling Haaland. Người nào? Sadio Mane. Họ phản xạ của thủ môn và bóng đi trên cột dọc rồi. Cafu. Marquinhos. Bóng đã trở lại với chân cầu thủ ấy. Michel Laudrup. Park Ji-sung. Paulo Futre. Một đường truyền tốt. Đó là pha cản phá xuất sắc. Một quả ném biên cho đội bóng. Michel Laudrup, cơ hội để thực hiện một pha tạt bóng.
Michel Laudrup. Jude Bellingham. Tỷ số hòa vào cuối trận, có lẽ trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa. Liệu trọng tài sẽ rút ra thẻ phạt cho cầu thủ này hay không? Đó là pha xử lý an toàn, bóng đã được đưa ra ngoài vòng nguy hiểm. Một hình ảnh thật sự hiếm thấy, các khán đài vẫn đang cổ vũ nhiệt tình dù đội bóng của họ đang bị sân bàn. Michel Laudrup, đó là đường truyền ấn tượng, anh ấy đang làm chủ khu trung tuyến ở trận đấu này. Đó là tình huống phất cờ, trọng tài đã báo lỗi việt vị. Malaysia, trọng tài đã cho 2 phút bù giờ ở hiệp đấu này. Thiago Silva, Park Ji-sung, Michael Essien. Như vậy trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2. Một chiến thắng nghe thở với cái biển vô cùng xích sao. Chiến thắng đã đến. Các bạn theo dõi nhé.